Bản thân mình đầu năm 2021 đã có những vấp ngã và có cho mình một khoản lỗ lên tới hơn 200 triệu đồng vì thiếu đi một kỹ năng, đó là đếm cây phân phối. Xin kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với channel của Dương Lớ, nơi mà mình chia sẻ những kiến thức và nhận định phân tích hàng ngày của mình về thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với channel của Dương Lớ, có thể để lại một like cũng như là subscribe để chúng ta có cơ hội gặp lại nhau ở trong những video tiếp theo. Và ngoài ra mình cũng sẽ livestream đều đặn vào lúc 9 giờ tối thứ hai, thứ ba và thứ năm các ngày trong tuần. Bản thân mình đầu năm 2021 đã có những vấp ngã và có cho mình một khoản lỗ lên tới hơn 200 triệu đồng vì thiếu đi một kỹ năng, đó là đếm cây phân phối. Vì vậy ở trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái kỹ năng đếm phía phân phối mà mình đã đúc kết được sau khi vấp phải những cái cú giảm và lỗ hơn 200 triệu đó. Và đặc biệt hơn là mình vừa cắt đùng đáy mọi người ạ. Mình vừa cắt đùng đáy xong và thị trường tăng luôn từ đó. Thế nên là cái bài học này nó rất là đáng nhớ. Nên là mọi người hãy chú ý và học cách đếm phía phân phối nhé. Ở trong video này mình sẽ đi làm 3 phần. Đầu tiên là định nghĩa về phía phân phối, thứ hai là cách đếm phía phân phối, và thứ ba là cùng nhận định về thị trường ở những cái phiên giao dịch gần đây anh chị nhé. Thì đầu tiên, phân phối là gì? Thì định nghĩa của phân phối được hình thành bởi ông William O'Neill. Thì ông này rất là nổi tiếng bởi cái cụm từ FTD, tức là Follow Through Day, ngày bùng nổ theo đà. Nếu như mà anh chị nào đầu tư lâu thì chắc đều biết cái ngày FTD này, cái ngày mà tất cả các cổ phiếu tăng trần với khối lượng đột biến, đúng không ạ? Thì ngoài cái FTD này thì ông này còn có một cái phương pháp nữa là phương pháp Distribution Days, tức là đếm cái số lượng ngày phân phối. Thì cái ngày phân phối này nó thể hiện cái điều gì? Nó là thể hiện cái những cái nỗ lực bán nhỏ giọt và thoát hàng ra của dòng tiền lớn và dòng tiền thông minh trên thị trường. Thì anh chị chúng ta hãy hiểu là trên thị trường này có rất là nhiều cá thể tham gia. Có những cá thể là nhà đầu tư cá nhân như chúng ta, có những cái tài khoản khá là nhỏ, từ 1 tỷ, 5 tỷ đến 10 tỷ. Và ngoài chúng ta ra còn những cái nhà đầu tư lớn, những nhà đầu tư tạo lập hay là cá mập trên thị trường với những cái tài khoản lên tới hàng trăm tỷ, thậm chí là hàng nghìn tỷ. Thì tất nhiên nếu như mà những cái nhà tổ chức tạo lập, những cái cá mập này họ bán ra 1.000 tỷ một ngày thì cái thanh khoản của thị trường không thể nào mà đáp ứng được cái lực cung hàng ra của họ, đúng không ạ? Vì họ mới chỉ bán được có 500 tỷ thôi thì nhà đầu tư cá nhân đã ngửi thấy mùi không được hay cho lắm rồi, và nhà đầu tư cá nhân cũng quay đầu bán. Thì lúc đấy còn ai mua để mà đỡ được cái lượng hàng thoát ra của nhà đầu tư tạo lập, đúng không? Vì vậy bản thân là những nhà đầu tư tạo lập, cá mập và đội lái, họ sẽ phải bán dần dần từng phiên một. Đó thì đó là cách mà chúng ta quan sát, chúng ta xem là tạo lập này, cá mập họ có đang thoát khỏi thị trường hay không, và chúng ta nhận ra điều đó bằng cách đếm những cái cây phân phối anh chị nhé. Thì cái điều kiện để được coi là một cây phân phối thì có 4 điều kiện sau đây anh chị cần phải nhớ. Đầu tiên là những cái mức giảm điểm của thị trường chung, tức là VN-Index đó ạ. Thì khi mà VN-Index giảm hơn 0,2% này. Điều kiện thứ hai là nó sẽ phải giảm sau một cái đà tăng 9%. Tại vì phân phối là cái việc làm gọi là chốt lãi và việc làm rút tiền khỏi thị trường sau một cái pha tăng điểm của thị trường rồi. Nếu chứ mà nhà đầu tư tạo lập, nhà đầu tư lớn mà họ chưa có lãi thì họ phân phối làm gì? Họ phải có lãi. Thế nên là trung bình một cái mức tăng 9% sẽ là một cái mức biên lợi nhuận ổn của những nhà đầu tư tạo lập. Đó, thế nên là sau cái phiên tăng 9%. Thứ ba nữa là cái khối lượng giao dịch có cái thanh khoản phải cao hơn trung bình 20 phiên gần nhất. Và thứ tư là khối lượng tăng mạnh nhưng mà giá không tăng nhiều, hoặc thậm chí là giá giảm và đóng cửa thấp nhất phiên. Thế nên là chúng ta có 4 điều kiện này. Khi mà một cây nến xuất hiện cả 4 điều kiện này thì nó được coi là một cây nến phân phối. Ví dụ rõ nhìn thấy nhất là cái phiên giao dịch ngày 24 tháng 5 gần đây nhất, chúng ta thấy là một cái phiên cái khối lượng cao hơn trung bình 20 phiên gần nhất, đúng không ạ? Hay là chúng ta thị trường đã tăng hơn 9% sau cái pha hồi phục kể từ cái vùng đáy rồi, và thị trường cũng bị đạp mạnh, cũng đóng cửa gần thấp nhất phiên. Đó. Thế nên là chúng ta nhìn qua những cái đặc điểm đó thì chúng ta có thể thấy là đây là cái cây phân phối đầu tiên, đúng không ạ? Thị trường giảm 1,5%, đấy hơn 0,2%. Thì bây giờ chúng ta đã nhìn được các cái điều kiện để tạo thành phiên phân phối rồi, thì chúng ta hãy đi xem là cách đếm phiên phân phối nhé. Và chúng ta cũng xem là bao nhiêu phiên phân phối thì cần phải lo lắng mọi người nhé. Thì đầu tiên để nhận biết được các cây phân phối thì chúng ta áp những cái điều kiện vừa rồi và xem vào. Và chúng ta kết hợp với một điều kiện nữa là trong vòng 4 đến 5 ngày phân phối liên tiếp kéo dài trong 4 đến 5 tuần, tức là chúng ta đếm trong từ 4 đến 5 tuần, hoặc là nói chung là trong vòng 1 tháng. Trong một tháng mà có từ 4-5 cây phân phối thì lúc này chúng ta cần phải cẩn thận. Và tất nhiên
phân phối thì chưa chắc đã là thị trường giảm điểm đâu anh chị nhé. Đó là một trong những cái tín hiệu thôi, đó là một trong những cái rủi ro để chúng ta nhận biết rủi ro, để chúng ta đưa ra cái phương hướng xử lý tài khoản, phương hướng hành động sao cho nó đúng. Thì sau khi mà chúng ta nhận biết được cái phân phối rồi thì chúng ta cần cái tín hiệu xác nhận, đúng không ạ? Xác nhận này là có thể là nó giảm hoặc có thể là nó tăng. Thì nếu như mà nó tăng thì nó sẽ có một cái trường hợp nữa là xóa cái phân phối. Thì để mà xóa cái phân phối thì chúng ta sẽ phải có một tuần tiếp theo không phân phối và giá tăng 5%. Anh chị nhé, giá nó phải tăng, của thị trường tăng 5% ấy, thì những cái nỗ lực phân phối khoảng thời gian trước sẽ bị xóa bỏ, hoặc là cái dòng tiền mới họ đang bắt đầu gom lại các cổ phiếu với chiết khấu tốt. Đó, nếu như mà chúng ta nhìn vào VN-Index trong cái tuần vừa rồi thì đếm sơ qua chúng ta đã có được 3 phiên phân phối rồi. Đó là cái phiên vào ngày 20 này, ngày 22 và ngày 24 tháng 5. Chúng ta đều thấy là có cái khối lượng trên trung bình, đúng không ạ? Là giá đóng cửa thấp nhất phiên và đều có cái mức giảm điểm là trên 0,2% anh chị nhá. Thế nên là mình cũng có một cái công cụ để đếm hộ anh chị như này, là mình hay dùng cái công cụ của Take Profit này, đếm phiên phân phối khá là hay. Đây, mọi người vào cái takeprofit.vn, chúng ta có cái phần trang chủ luôn, tổng quan thị trường này, để có cái phiên phân phối này. Mọi người chọn một cái ngày để chúng ta đếm phiên phân phối, ví dụ như là ngày 24 tháng 5 này thì chúng nó đang đếm được là 3 phiên phân phối. Thì thật ra 3 phiên phân phối này nó chưa phải là cái tín hiệu nguy hiểm đâu, nó chưa có rủi ro. Ví dụ cụ thể hơn đi thì chúng ta quay về cái thời điểm năm 2021 ý. Đấy, là thời điểm mà tháng 1 đúng không? Nếu như mình nhớ không nhầm là 21 tháng 1 năm 2021 hay là 22 ta? 22 đấy. 22 tháng 1 năm 2021 nó đếm được 4 phiên phân phối. Nếu mà cái màu càng đậm này thì nó càng nguy hiểm. Đấy, 25 này, 26 này. Đó, ngày 26 là 5 phiên phân phối. Thì chúng ta quay trở lại đó, cái ngày cái năm 2021 của VN-Index đúng không ạ? Chúng ta xem. Đó, thì ở đây đến ngày 26 tháng 1 này là cái phiên nó thể hiện rõ ràng là có 5 phiên phân phối rồi. Đúng không ạ? Chúng ta đếm tay nhá. Chúng ta thử đếm tay này, ví dụ đây, chúng ta đếm 1 cây này. Đúng không ạ? Chúng ta có 2 cây này. Chúng ta có 3 cây này. Chúng ta có 4 cây này. Và chúng ta có 5 cây phân phối. Đúng không ạ? Cái cây này rút chân. Rút chân thì không tính, tại vì là nó không giảm quá 0,2% đâu anh chị nhá. Thì cây này là cái cây phân phối thứ 5. Thì cái tín hiệu rủi ro lúc đó nó rất là rõ ràng. Đó, thì sau khi mà kết hợp chúng ta đếm được 5 phiên phân phối rồi thì lúc này thị trường cái rủi ro nó giảm rất là kinh, đúng không ạ? Giảm 13% kể từ cái kênh đến nay. Và mà thị trường mà giảm 13% thì các cổ phiếu giảm 20-30% là chuyện bình thường. Đó, thế nên là nếu như mà chúng ta đếm được cái phiên phân phối này thì chúng ta phần nào nó sẽ quản trị rủi ro tốt hơn. Tức là ví dụ như này, chúng ta sẽ đặt ra một cái quy tắc là kiểu ok, 3 phiên phân phối thì chưa có vấn đề gì, chưa có rủi ro. Nhưng bắt đầu đến cái phiên phân phối thứ tư ấy, chúng ta bắt đầu phải hạ tỷ trọng. Phiên phân phối thứ 5 thì có thể là hạ về 30-20% cổ phiếu thôi. Đó là cách mà chúng ta sử dụng cái phiên phân phối này. Bản thân mình thì cái đợt đấy mình chưa phân tích kỹ thuật nhiều đâu. Bản thân mình cái base của mình là mình đi vào phân tích cơ bản nhiều hơn. Thế nên là cái đoạn đấy mình không dùng phân tích kỹ thuật. Nếu mà mình phân tích kỹ thuật thì mình biết được luôn là đếm cái phân phối để mình hạ cái tỷ trọng đi. Đấy, thì đây mà thị trường bắt đầu sập phát, cay một cái nữa là nó vừa sập. Nó vừa sập cái gắt đao này, nó hồi lên một cái mình bán luôn. Bán đúng đáy. Nó hồi lên một cái lúc ấy sợ quá. Ba đúng đấy, lúc đấy là phải mất thời gian processing lại cái vấn đề. Tại vì bản thân nhà đầu tư gọi là phân tích cơ bản không nắm rõ về kỹ thuật thì mình lại không nhìn mấy cái bộ nến hay là khối lượng hồi phục hay là mây mủng vân vân. Nên là cái đoạn đấy là phải gọi là cắt đúng đáy, nên là khá là đau. Thế là mình không muốn là anh chị nhà đầu tư cũng lặp lại cái lỗi sai đấy của mình. Đấy, cái khoản thời gian trước đó lỗ hơn 200 triệu. Cũng không phải là một khoản kinh khủng, nhưng mà đó là một bài học mà chúng ta cần phải nhớ chị nhá. Thế nên nếu như mà chúng ta nhìn vào cái VN-Index ở thời điểm hiện tại thì đánh giá của mình là chúng ta không cần phải lo lắng. Tại vì ở thời điểm hiện tại mới có 3 cây phân phối thôi. Đấy, mà kể cả có cần phân phối nữa thì nó cũng sẽ phải kéo ngược lại để tái phân phối. Đúng không ạ? Nếu mà chúng ta nhìn vào cái đoạn này đây, 2021 đây, nó cây phân phối thứ 3 thì nó cũng chưa có vấn đề gì. Cây phân phối thứ 4 đúng không? Nó vẫn phải kéo lại. Kéo 1 2 3 4 phiên lại. Sau đó có cây phân phối thứ 5. Nó sẽ luôn luôn, nếu như mà cái dòng tiền lớn mà họ chưa thắt hàng đủ, họ sẽ phải kéo ngược lại thị trường để họ tái phân phối. Thế nên là chúng ta có thể canh những cái nhịp kéo lại để tái phân phối, chúng ta thoát ra cũng không có vấn đề gì. Hoặc thậm chí tốt hơn là thị trường vượt đỉnh chẳng hạn, đúng không ạ? Vượt trên 5%. Thì lúc đấy chúng ta sẽ không còn gọi đó là phân phối nữa, nó gọi là phá nền phân phối rồi. Đúng không mọi người? Đấy, thế nên là để mà xóa phân phối thì chúng ta có 3 cái điều kiện mà mọi người cần phải để ý. Đầu tiên là giá mà chúng ta phải tăng khỏi cái vùng tích lũy 5% trở lên. Đấy, ví dụ như là trong những cái tuần tiếp theo nhá.
chúng ta có thể thấy ở thời điểm hiện tại là VN-Index đang đi ngang đúng không? Ok, nếu như mà VN-Index đi ngang như thế này mà những cái khoảng thời gian tới nó có những cái pha đánh break khỏi cái vùng này mà tăng trên 5%, mà trên 5% thì chúng ta hướng đến cái đoạn nào ạ? Đó, trên 5% là hướng đến cái đoạn 1330 này. Thì chúng ta có thể coi đó là cái đoạn gọi là phá xóa phân phối rồi. Đấy, nó bị xóa những cái cây phân phối trước đó nhá anh chị nhá. Thứ hai là thị trường có thể đi ngang thêm một tháng nữa, không giảm mà đi ngang mà khối lượng nhỏ lại và cạn cung trong vòng một tháng thì nó cũng gọi là xóa phân phối. Và thứ ba nữa là trong vòng một tháng tiếp theo là không có cái nền phân phối nào cả. Đấy thì cái xây nền và cái không phân phối này nó bổ trợ cho nhau đúng không? Chúng ta chỉ cần đi ngang thôi là ok, hoặc chúng ta tăng một phát xóa phân phối là cũng là ok luôn. Đấy, thế nên là ở thời điểm hiện tại thì đừng có bán vội mà chúng ta hãy quan sát xem liệu những cái yếu tố này có xuất hiện hay không. Còn nếu như mà thị trường có một cây phân phối thứ tư nữa thì lúc này mọi người hãy hạ thị trọng về 50% cho mình. Đó thì nó rất là đơn giản thôi. Ở thời điểm hiện tại chưa có gì phải lo cả. Mình nói với mọi người tại vì sao chúng ta vẫn là một cái cây backtest lại cái cản trung hạn của VN-Index và sau đó rút chân. Thì nếu như mà trong cái khoảng thời gian tới ok đi, kể cả mà thị trường nó có kéo lại về cái vùng đỉnh cũ này. Đó, xong rồi nó có một cái phiên giảm trên 0,2% mà cái khối lượng lớn hơn trung bình chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta bán nửa cái tỷ trọng của mình, cầm 50% cổ phiếu cũng không muộn. Đấy, nó thêm một cái phân phối nữa thì lúc này chúng ta clear chỉ còn có 20% cổ phiếu thôi. Đấy, thế nên là chúng ta cũng không thể nào mà đoán trước, tại vì phân tích kỹ thuật nó luôn có tỷ lệ, nó không bao giờ, phân tích kỹ thuật không bao giờ đúng 100%, nó luôn có tỷ lệ. Thế nên là nếu như mà chúng ta dựa vào phân tích kỹ thuật để chúng ta hành động thì nhiều lúc mà chúng ta có thể sai, mà nhiều lúc chúng ta, nếu mà nhà đầu tư mà thuần phân tích kỹ thuật nhiều lúc sẽ bị gambling, đặt cửa ở thị trường tăng hay thị trường giảm mà full margin hay là full cash. Thế nên là chúng ta sẽ phải luôn ở cái trạng thái ba phải một chút. Ba phải này nói là ba phải thôi, thật ra đó là chúng ta đang quản trị rủi ro đó. Và ngoài ra nữa, mà nếu chúng ta chỉ nhìn thị trường ấy thì chúng ta cũng không thể nào mà nhìn thấy được toàn bộ cái bức cảnh, cái bức tranh của thị trường ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta hãy nhìn vào những cái nhóm ngành nó cấu thành thị trường này, đúng không ạ? Banh, chứng, thép, bất động sản, bốn cái nhóm này có cái gọi là vốn hóa lớn, nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Thế nên là nếu mà chúng ta nhìn thị trường không, nhiều lúc cũng sai đấy. Chúng ta hãy nhìn vào những cái nhóm ngành này. Đây ví dụ như là Liên Việt Post được chưa có cái tín hiệu phân phối, VIB chưa có tín hiệu phân phối. Ba cây này nhưng mà khối lượng mình đánh giá không cao, không quá là cao. Cái cây này có thể coi là một cây phân phối, có thể coi là một cây phân phối anh chị nhá. Đấy, hay là Vietcombank. Vietcombank là rất rõ cái cây này là cây phân phối rồi, đúng không ạ? Hai cây này cũng khá là phân phối. CTG thì sao ạ? CTG cây này là cây phân phối này, cây phân phối thứ nhất này, cây phân phối thứ hai này, mới có hai cây phân phối thôi, chưa có vấn đề gì. Sacombank thật sự còn đang hồi phục. VPBank có cây phân phối thứ nhất, có cây phân phối thứ hai, mới có hai cây phân phối thôi, chưa có vấn đề gì cả anh chị nhá. Techcombank thì sao ạ? Có một cây phân phối này, hai cây phân phối. Cây này không tính là cây phân phối nhá. Cây này thì vẫn có cái cầu mua lên nên không tính cây phân phối. Đó, nhìn cái nhóm banh này cũng chưa có vấn đề gì quá xấu đâu. Chứng khoán thì sao? VN-Direct thì rất xấu rồi, không phải nói nữa. SSI này đến được một cây này, hai cây này. Cây này vẫn là nến xanh nhá, không có vấn đề gì cả. Mới có hai cây phân phối. SHS chẳng hạn. Đấy, một cây phân phối. Chỉ có đúng một cây phân phối thôi. Không có vấn đề gì anh chị nhá. Hay là VCI, một cây phân phối này, hai cây phân phối. Mới có hai cây phân phối, không có vấn đề gì đúng không ạ? Hay là những cổ phiếu kiểu FTS đi, đã tăng nóng trong khoảng thời gian vừa qua, có một cây phân phối rồi nhé. Hai cây phân phối không có vấn đề gì đúng không ạ? Đấy, nhóm chứng khoán ok rồi này. Nhóm thép này, Hòa Phát thì sao? Hòa Phát một cây phân phối nhé, hai cây phân phối, còn lại thì không có gì cả. Đó, Nam Kim thì sao? Một cây phân phối, hai cây phân phối, không có vấn đề gì. Hoa Sen một cây, đó, không hề xấu đúng không ạ? Hay là bất động sản, chúng ta nhìn qua có Hà Đô mới là cây phân phối đầu tiên. Khang Điền thì có một cây phân phối đầu tiên. Nam Long thì sao? Có một cây phân phối đầu tiên. Hay là những cái thằng vốn hóa lớn hơn đi, ví dụ như là Novaland, nó còn chưa hồi. Đúng không ạ? Để mà hồi thì phải là 9%, đúng không? Chúng ta mọi người còn nhớ công thức không? 16% ok, thì đây mới là cây phân phối đầu tiên của thằng Phát Đạt. DIG mới là cây phân phối đầu tiên, chưa có cái vấn đề gì cả. Nên là nếu mà chúng ta nhìn vào những cái nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn trên thị trường ở thời điểm hiện tại thì chưa có tín hiệu phân phối. Tín hiệu phân phối nhiều nhất thì mình đánh giá là có mỗi nhóm banh thôi. Không có vấn đề gì mấy. Chứng khoán, thép, bất động sản cũng không có tín hiệu gì. Thế nên là mình cũng không nghĩ là thị trường có thể giảm mạnh trong một khoảng thời gian tiếp theo. Cái quan trọng ở thời điểm hiện tại là chúng ta có thể chờ cái cây phân phối thứ 4 và cây phân phối thứ 5. Hoặc thậm chí là chờ những cái cây xóa phân phối để chúng ta xác nhận được là thị trường uptrend trở lại. Mọi người nhé. Còn thời điểm hiện tại thì theo quan điểm của mình, VN-Index tuần sau, tuần 27 tháng 5 năm 2024 thì không có vấn đề gì phải lo cả. Và nhà đầu tư cầm nắm cổ phiếu tốt thì vẫn tiếp tục cầm nắm.
quan trọng là phải là cổ phiếu tốt. Tại vì chúng ta có thể thấy là cái bối cảnh thị trường hiện tại, cái sự phân hóa nó rất là rõ ràng, đúng không? Vẫn có những cái cổ phiếu xanh trong khi cả nhóm ngành đỏ, hay là bất động sản cũng vậy, có cổ phiếu sàn và có cổ phiếu xanh. Đó, vẫn có cổ phiếu tăng trần. Thế nên là ở thời điểm hiện tại, nếu như mà chúng ta cầm không đúng cổ phiếu, quan trọng là phải cầm những cổ phiếu có nội tại, anh chị nhé. Đừng có cầm mấy cái cổ phiếu kiểu có đội lãi hay là game hay là làm giá này nọ. Hãy tìm những cổ phiếu có kết quả kinh doanh cải thiện, có những cái động lực từ thoái vốn, từ tăng trưởng, từ tăng vốn, vân vân và vân vân. Chứ đừng tìm cái con nào mà đội lái này, đội lái nọ, anh chị nhá. Đó sẽ là những cái cổ phiếu nó có cái dư địa tăng rất là mạnh trong cái khoảng thời gian tới. Và nếu như mà anh chị muốn cập nhật về các cái cổ phiếu có thể đầu tư trong khoảng thời gian tiếp theo thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với mình qua phần thông tin ở trong trang cá nhân, có thể tham gia vào cái nhóm khách hàng cũng như là room trading tích cực của mình, anh chị nhá. Ngoài ra mình cũng sẽ livestream đều đặn vào lúc 9 giờ tối thứ 2, thứ 3 và thứ 5 các ngày trong tuần. Chúc anh chị ngủ ngon và giao dịch thuận lợi vào ngày mai nhé.